45 cho đến 65 cân, dưới 50 cân mọi người mặc size S cho em, dưới 50 cân mặc size S,
dưới 55 cân mặc size M, dưới 60 cân mặc size L và dưới 65 cân mặc size XL cho em nhé. S, M, L, XL luôn. Ok, các bác bắt đầu chốt đơn cho em nha. Tí nữa em sẽ lên cho mọi người một mã tiếp theo. Thứ hai rất là xinh luôn ạ. Hai váy gần 2 tuần rồi chưa thấy giao hàng shop ơi, chị Bích Tiền ơi, inbox lại giúp em nha. Mọi người ơi, cái lô hàng vừa rồi là em đang lượng khách rất là nhiều, cho nên mọi người thông cảm giúp em nhá. Em đang cố gắng dục xưởng trả đơn nhanh nhất có thể rồi mọi người ạ. Mọi người thông cảm giúp em nha. Rồi ok, em sẽ lên các bác bắt đầu chốt đơn cái mã này cho em nhá. 780.000 chốt đơn trên live sẽ được free ship ạ. Mã này mặc đi tiệc thì xuất sắc luôn nha. Mắt đây em sẽ đứng xa cho bác xem luôn. Không ai nói cái váy này là 700.000 luôn mọi người ơi. Không ai nói cái váy này là 700.000 luôn các bác nhá. Rất là xinh luôn. Trời ơi sang lắm luôn mọi người ơi. Bác nào chốt đơn trên live thì có hàng nha. Bác nào chốt đơn trên live thì có hàng nhá. Mẫu này có màu trắng không? Dạ cái này không có màu trắng rồi ạ. Vàng. Em váy vàng này là có sẵn luôn mọi người nha. Có sẵn luôn cho mọi người. Không có màu trắng ạ. Không có màu trắng các bác ơi. Chốt màu vàng cho em đi. Màu vàng này ở bên ngoài rất là xinh luôn. Ở bên ngoài là vàng đậm mọi người ơi. Vàng đậm luôn nha. Vàng rất đậm luôn. Rất là xinh ạ. Có màu không? Không mọi người ơi. Chỉ có duy nhất một màu vàng này thôi ạ. Duy nhất một màu vàng này thôi. Rất là xinh luôn các bác. Chốt đơn trên like sẽ được free ship nha mọi người. Ô sao hôm nay tương tác kém cực kỳ luôn này. Mọi người, mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ đi ạ. Mỗi bác cho em xin một lượt chia sẻ đi mọi người ơi. Nhưng em có thấy comment không? Sao chị? Mẫu này có mũ ngực không mọi người ơi? Cái mẫu này là chất thơ không có mũ ngực nha mọi người. Chất thơ không có mũ ngực nha các bác. 54 cân có sai? Dạ có sai nha. Bác nào khoảng từ cân từ 45 cho đến 65 cân thì mọi người cứ comment cho em xin số điện thoại. Nhân viên nhà em sẽ tư vấn size cho mọi người nhá. Nhân viên sẽ tư vấn size cho mọi người ạ. Rất là xinh luôn nha các bác. Tùng Quang hôm qua khi nào đi hàng bạn ơi? Tùng Quang thì hôm nay là đi hàng rồi mọi người ơi. Hôm nay là đi hàng rồi nhá. Em chỉ còn có mấy chiếc nữa thôi mọi người ạ. Chỉ còn có mấy chiếc là hết thôi. Còn Tùng Chanel thì đang về hàng nha mọi người. Chanel đang về hàng rồi ạ. Còn mấy vòng mình xem đằng sau đây ạ, phía sau đây ạ. Phía sau em hơi rộng một chút. Đây là cái size S mà em vừa về hàng luôn các bác ạ. Đây là cái size S em còn chưa có sửa thành số đo của em đâu. Đây là nguyên bản size S luôn. Eo là dưới 66 mọi người nhớ. Từ 66 đổ xuống và dưới 50 cân là mặc vừa nha các bác. Mình xem đằng sau nhìn có mấy màu. Cái này em chỉ có một màu nha các bác. Cái này em chỉ có một màu thôi ạ. Cái này em chỉ có duy nhất một màu thôi. Đứng xa cho mọi người xem nha. Xem từ quán này xem không thể không có XL đâu ạ. Có XL. Có XL từ 60 đến 65 cân. Cái này có XL, có sẵn luôn nha các bác. Có sẵn luôn nha. Có sẵn luôn nha. Rất là xinh luôn. Mẫu này bên ngoài rất là xinh mọi người ạ. Mẫu này bên ngoài rất là xinh luôn. Mặc đi tiệc rất là xinh. Không hiểu sao luôn cái like ngày hôm nay là không nhảy comment luôn các bác. Em không hiểu sao em không đọc được comment của mọi người đâu mọi người ạ. Bác nào chốt đơn nếu mà không comment được thì các bác có thể chụp ảnh màn hình gửi vào inbox giúp em nhá. Có thể chụp ảnh màn hình gửi vào inbox giúp em nhá. Chất này là cái chất này là chất tơ hàn nha mọi người. Chất tơ hàn nha. Mặc không dâm không ngứa một tí nào luôn. Rất là xinh nha các bác. Cái này thì em chỉ có duy nhất một màu thôi. Chỉ có duy nhất một màu vàng thôi ạ. Có màu hồng nữa nhưng mà chưa về hàng nha các bác. Có màu hồng nữa rất là xinh. Sau hôm nào em về màu hồng thì em sẽ like lên cho mọi người xem. Có mấy màu vậy? Cái này em chỉ có duy nhất một màu thôi mọi người ạ. Chỉ có duy nhất một màu thôi nha các bác. Sao không đọc được cái comment nhỉ? Sao không đọc được comment nhỉ em nhỉ? Cái này không có giãn mọi người ơi. Cái chất này là không có giãn nha các bác.
cái chất liệu này là không co giãn đâu ạ. Và đính hoa thủ công rất là xinh như thế này nha mọi người. Cái này là chất tơ hàn và mặc không ra không ngứa một tí nào, bên trong lót rất là kỹ nha các bác, cho nên là mọi người mặc rất là xinh luôn, rất là xinh luôn ạ, và rất là thoải mái nha các bác. Em có 4 size cho các bác luôn ạ. Thấy comment đặt hàng của mình không? Ơ, bị làm sao ấy em ạ? Có, em thấy em cho chị tiền size XL rồi ạ. Cao 1m55 nặng 55 cân. Cao 1m55 nặng 55 cân thì mặc được size L nha các bác. Chị mặc size L vừa nha, em có size S, M, L, XL luôn. Bác nào chốt đơn có thể comment lên đây hoặc là cho chị tài lên cho em ạ. Hoặc là chụp ảnh màn hình gửi vào inbox giúp em nha. Thì em sẽ lên cho mọi người một mã nữa. Tiếp tục rất là xinh luôn nha bác. Em cho chị Hồng Quế ạ. Các bác chia sẻ livestream cho em nhỉ, hôm nay like có vấn đề gì mà em không đọc được comment của mọi người ơi. Không đọc được một chút nào luôn, dùng máy khác cũng không đọc được luôn các bác ạ. Linh đọc được ở đây chưa, ở đây là chị không đọc được luôn. Có dây kéo sau không sốt, dây kéo sau là xã sao hả chị? Dây kéo sau chị Võ Thị Linh ạ. Dây kéo sau là sao mọi người nhỉ? Dây kéo sau tức là cái này là khóa ở phía sau nha mọi người. Tí nữa em sẽ thay ra và em cho mọi người xem nha. Em mặc nó hơi rộng một xíu. Em mặc nó hơi rộng một xíu cho nên là 70 mang size M ạ. Có size từ 45 cho đến 60 cân cho mọi người luôn. Thế là mọi người yên tâm nhá. Mọi người cứ chỉ cần cho em xin số điện thoại thôi. Rồi nhân viên nhà em sẽ chốt đơn cho các bác. Các bác cứ cho em xin số điện thoại rồi nhân viên sẽ chốt đơn cho mọi người nha. Lịch vai mọi người nhắn tin vào fanpage giúp em nhé. Eo 59 mà nặng 47 cân. Eo 59 mà nặng 47 cân mọi người mặc cho em size S nha. Phải bóp eo đấy ạ. Phải bóp eo đấy ạ. Chị chắc là người bé bé, chị làm người bé bé như em thì mặc chắc là phải bóp eo nha các bác. Phải bóp eo nha, bởi vì size S nhà em size bé nhất là bé nhất là 66 ạ. Eo 66 đổ xuống nha mọi người. Chị thương người đó, chị thương người cho em xin số điện thoại nhá. Các bác chốt đơn nhớ cho em xin số điện thoại nha. Dây kéo sau lưng nó sốt. Có nha mọi người ơi, cái này phải có dây kéo chứ, phải có dây kéo sau lưng thì mới mặc được chứ mọi người. Có dây kéo ở phía sau lưng nhá. Tí nữa em sẽ thay ra và cho mọi người xem một cái khóa ở phía sau ạ. Và cái đính thủ công này rất là tỉ mỉ luôn đây các bác ơi. Chất liệu đây ạ. Rất là xinh luôn nha mọi người. May rất là nét luôn các bác ơi, cái này rất là nét luôn nhá mọi người nhá. Eo 78 mặc vừa nha mọi người ơi. Chị Thúy Hằng và chị Hồng Cam ơi, các chị cho em xin số điện thoại nhá, rồi nhân viên sẽ tư vấn cho mình nhá. Không thấy người xem, không thấy comment luôn các bạn. Livestream hôm nay thật sự. Mọi người ơi, bác nào mà nếu như mà livestream mà nhà em mà hôm nay bị bóp tương tác thì các bác có thể chụp ảnh màn hình tí nữa các bác xem lại và chụp ảnh màn hình gửi vào inbox cho em nhé. Chụp ảnh màn hình gửi vào inbox cho em kèm size, kèm địa chỉ, kèm số điện thoại, ghi chốt đơn cuối cùng là sẽ được chốt đơn free ship nha mọi người. Sẽ được free ship nha các bác. XL nha. Các bác bắt đầu chia sẻ livestream sẽ qua mã mới ạ. Các bác chia sẻ livestream giúp em qua mã mới nha. Cho mình xem phần dưới không có màu khác ạ. Cái này có màu hồng nhưng mà em còn chưa về sẵn cho nên là em sẽ chưa lên được màu hồng cho mắt. Hôm nào mà về màu hồng thì em sẽ lên nha. Màu hồng phấn rất là xinh luôn mọi người ạ. Màu hồng phấn rất là xinh luôn. Phần cái này không có màu khác ạ. Có màu hồng nhưng mà hiện tại em chỉ sẵn một màu này thôi. Mà học phấn thì phải khi nào em về sẵn thì em mới lên cho mọi người được nha. Bởi vì những cái mã này thì nó đính kết thủ công hơi khó. Cho nên là nó có sẵn thì em mới bán. Còn nếu mà không có sẵn thì em sẽ chưa lên được cho mọi người. Bởi vì sẽ chờ rất là lâu. Những cái mã này chờ theo và đính rất là lâu luôn mọi người ạ. Rất là cầu kỳ luôn nha các bác.
Nhưng mà anh này mặc rất là cầu kỳ luôn. Và mặc thì mọi người ơi, mặc cái này đi chơi là rất là xinh luôn mọi người ạ. Đi tiệc, đi chơi mặc những cái mã này rất là xinh luôn. Bởi vì nó không phải là nó đính kết rất là cầu kỳ mọi người ạ. Nó không phải là hàng đơn giản đâu. Cho nên là các bác mà nói đến hàng này mà tiền trăm thì chắc là không ai tin đâu ạ. Không ai tin hàng này tiền trăm đâu mọi người ạ. Mẫu này bao nhiêu? Mẫu này giá là 780.000 nhá. Ok, em sẽ qua một cái mẫu mới cho mọi người nhé.